Hello, xin chào các bạn và và bây giờ là mình đi về nha các bạn. Mới thi xong bị ăn chửi, bị cô chửi tại vì chụp lại cái đề á, tính về nhà coi xong rồi cái bị cô phát hiện rồi bị chửi. Ok, và bây giờ đi về ha các bạn. Bây giờ đi về rồi mình sẽ cho các bạn xem là cái xuân. Ở đây người ta đang chuẩn bị Noel rồi đó. Đó, người ta đang làm cái mấy cái khung cảnh này nè để mình cho các bạn xem ha. Ở bên đây là cái shop. Đây. Đây. Đây là ở giữa cái tòa nhà đó. Đó. Rồi ở phía trên nè. Thì nói chung ở trong đây người ta làm đơn giản thôi các bạn. Đó, ở trên ha. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài cho các bạn xem ha. Rồi ở đây người ta bắt nhạc nè, nhảy nè. Rồi các bạn thấy là người ta đang dán nè. Rất là đẹp các bạn. Thấy không? Đó, cái trong đó là ở phía trong. Rồi ở đây là ở ngoài đường nè. Ở đây là ngoài đường ở chỗ đậu xe á. Đó, thì giờ mình sẽ cho các bạn xem ha. Đây. Đây là cái chỗ đây có mấy bé ngồi chơi. Đó, mình sẽ đi sang một góc để mình sẽ quay toàn bộ cái cảnh cho các bạn xem. Rồi sau đó đây đó, đây cái cảnh nè, là người ta làm từ cái phía này, người ta làm từ cái phía văng cái này nè, từ cái phía này qua phía kia luôn. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ đi ngược lại ha, mình để đi vô trong để xe cho các bạn xem luôn. Đó, ở đây là dạng ngoài giống như là cái công viên ngoài trời, như là cái cảnh á, cái cảnh để người ta làm xây để cho mấy buổi tối cho mọi người ra đây người ta ngồi người ta ngắm cảnh đồ á. Có cần phải vậy không? Ở đây là chỗ đậu xe rồi. Rồi, tự xử luôn, tự chụp hình luôn. Có bé chơi nè, chụp bà tiên. Đó, ở đây nè các bạn. Thì cái này là năm đây mình sẽ cho các bạn xem ha. Đó đây nè, năm sau là năm con chuột cho nên người ta sẽ làm biểu tượng con chuột này. Đó. Đó, rồi ở bên đây, ở trong đây là người ta đã làm cái lồng đó các bạn, cái lồng bởi như cái quà, cái gối quà đó, nhìn rất là dễ thương ha. Đây là cái giống như cái chỗ bán nước á, ở giữa là hồ nước này, xung quanh là người ta sẽ ngồi xung quanh á để cho mọi người xung quanh vậy á.
vừa kết thúc xong một cái khóa tiếng Anh. Ê, hồi nãy là bị chửi bị quê, tức là làm sao rồi mình tính chụp lại cái phần mình thi rồi á, mình làm xong rồi đó thì để về nhà coi 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 đúng hay sao đó. Xong rồi chụp được một tấm, hai tấm, và tấm thứ ba là bị cô phát hiện và cô chửi. Sau đó cô kêu là hãy xóa liền ngay lập tức, cho nên là mình xóa liền luôn. Xong rồi bị chửi quê quá mùa đó. Xong rồi nói chung là không biết là làm được hay không nữa. Nói chung là có ba câu là sai là cái chắc rồi, tại ba câu đó không biết làm là làm đại luôn, là bị sai là cái chắc rồi. Thì nói chung là nó ngã này đẹp quá các bạn. Đây cái này là mình sẽ chụp được luôn này. Rồi đó thì nói chung là chỉ làm được ít ít thôi các bạn, làm được thì nói chung là làm hết luôn. Thì nhưng mà có ba câu á thì sai, biết sai là cái chắc, còn mấy câu kia là không biết đúng hay sai đó. Thì nói chung là vậy, nói chung thì cũng có một chút lo lắng, nhưng mà bây giờ thi xong rồi, bây giờ mình đi ra ở đây mình thư giãn một xíu rồi sau đó đi về đó, vậy thôi. Thì hồi nãy thi xong rồi ai mà làm xong rồi đó bắt đầu người ta đi ra trước, đi ra trước xong rồi ngồi đợi đợi nháo, xong rồi đi ra một lượt, rồi nói chung là hỏi là mấy người kia là thi được không hay là sao đó đó. Thì nói chung cũng vui ha, nhưng mà mấy người đó là người ta đi về hết rồi, không ai uống cà phê hết, cho nên là bây giờ mình đi dạo đó. Mình ngồi ở đây thôi, ngồi được không ta? Để quay cảnh cho các bạn xem đó. Đó, nhìn cảnh rất là đẹp các bạn đó. Người ta làm nguyên một cái đèn nè, cái đèn bên đây nè, nó nhìn rất là đẹp ha. Đó, đẹp không? Rồi, ok, và bây giờ mình phải đi về đây nha. Đi về nghỉ ngơi nó. Bye bye. Và các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nha. Rồi, quay qua phía bên này cho các bạn xem nữa. Rồi, ok, bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye các bạn nhé.